Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng mọi người xem một đoạn video về một tổ chim. Điều đặc biệt là trong tổ này có sự hiện diện của một kẻ không mời mà đến. Không muốn làm nhưng đòi có ăn, với bản năng sinh tồn khôn ngoan nhưng có phần lười biếng của loài tu hú, nó đã được sinh ra ở đây. Mọi người dễ dàng nhận thấy nó với thân hình to lớn hơn các chim non còn lại. Video quay lại toàn cảnh chim mẹ cho các chim non ăn, nhưng mọi người để ý chim mẹ không đưa thức ăn cho tu hú con cho dù nó đang há miệng kêu gào chờ được thức ăn đưa vào. Lúc này nhìn nó có vẻ tức giận và luôn có hành động như muốn tấn công chim mẹ. Tự nhiên trông nó thật đáng thương nhưng chắc chắn chim mẹ sẽ không để nó đói. Đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Mọi người có cảm nhận gì hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên like và theo dõi giúp kênh nhé.